Khi gia đình hai bên đã ấn định ngày cưới, việc cầu hôn liệu có còn quan trọng với mình thì cực kỳ quan trọng luôn, và còn phải chuẩn bị kỳ lưỡng nữa là đằng khác. Đó là cách để mình thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng đối với bạn gái của mình. Cùng xem quá trình mình đã chuẩn bị lễ cầu hôn của bạn gái mình, Thảo Linh nhé. 2 tháng chuẩn bị cho 2 tiếng đồng hồ, mình đi tìm nhẫn, tìm địa điểm cầu hôn và chuẩn bị một kịch bản thật bất ngờ cho Linh. Đầu tiên là với nhẫn, mình đã tham khảo rất nhiều mẫu nhẫn và đến hầu như tất cả các cửa hàng nổi tiếng tại Sài Gòn để tìm luôn. Và đây là chiếc nhẫn mình đã chọn. Tuy đơn giản nhưng mình nghĩ Linh vô cùng hạnh phúc khi đeo nó, bởi vì Linh cực kỳ thích mẫu nhẫn này luôn. Quan trọng là màn cầu hôn bất ngờ. Mình đã nhắm trước một nhà hàng fine dining ở quận 3 để thực hiện kế hoạch. Ban đầu đi xem thì thấy rất là rộng, tới 1.800m² lận. Có khu sân vườn, khu nhà kính và 9 phòng bếp, nhưng vì mình thích không gian xanh một chút, lãng mạn, trẻ trung và có đất diễn cho bạn của mình nên mình chọn khu nhà kính. Bạn Huy có đưa cho mình một số menu Âu và hải sản cho các cặp đôi. Ở đây thì thế mạnh là nguyên liệu cực kỳ cao cấp, hải sản tươi rói bắt lên là chế biến ngay luôn. Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng mà mình muốn cái gì đó mới mẻ hơn cơ. Vừa hay là nhà hàng có afternoon tea khá là sang chảnh, hợp gu với Linh, thì mình nghĩ ngay đến giả làm một workshop afternoon tea để Linh còn mặc đẹp tham dự. Giờ G đã điểm, chúng mình đã chuẩn bị một buổi workshop afternoon tea như thò có MC, chuẩn bị sẵn các bài thuyết trình về lịch sử trà Anh Quốc nữa kìa. Linh cười rất vui vẻ và tận hưởng một buổi trà cực kỳ là thư giãn. Trong cuộc đời này á, có hai điều anh không thể bỏ lỡ. Một á là chuyến xe cuối cùng, còn hai á là em á. Làm vợ anh nha.